đăng ký ngay để cai nghiện mạng xã hội và kiếm 2.500 đô la. Hãy vui vẻ và đừng làm điều đó vì gram. Kiếm 2.500 đô la để cai nghiện mạng xã hội trong một tháng. Mạng xã hội kết nối những người không thể gặp mặt trực tiếp, một siêu năng lực đã luôn giúp mọi người xây dựng cộng đồng và cứu hàng triệu người thoát khỏi sự cô đơn trong thời gian xa cách xã hội vào năm ngoái. Nhưng gần đây, nếu bạn thấy mình không hoạt động xã hội thay vì tham gia một cách có ý nghĩa như nhiều người, bạn có thể nhận thấy một vết nứt mới ở cổ hoặc nổi lên trong những suy nghĩ lo lắng. Cần trợ giúp để thoát khỏi vòng xoáy truyền thông xã hội. Hôm nay chúng tôi đang cho mượn thêm một số động lực để khuyến khích việc sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh. Nhóm của Ohome Connection sẽ thưởng cho một người đăng ký may mắn giải thưởng tiền mặt trị giá 2.500 đô la vì đã tạm dừng sử dụng mạng xã hội của họ trong 25 ngày. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu người chiến thắng đặt mục tiêu hoạt động cho quá trình cai nghiện của họ và sử dụng công cụ theo dõi tâm trạng để phản ánh trải nghiệm. Giải thưởng cho người chiến thắng thử thách cai nghiện truyền thông xã hội với số tiền 2.500 đô la và tiềm năng phát triển cá nhân, bạn sẽ nhận được một gói chăm sóc chủ yếu là các đồ dùng tương tự. Những điều này sẽ giúp bạn lấp đầy thời gian mà bạn thường dành cho những câu chuyện cười trên Reddit, chọn bộ lọc Insta hoặc tranh luận trên các chủ đề Facebook. Truyền cảm hứng cho các mục tiêu cai nghiện của bạn yêu cầu đối với thử thách cai nghiện trên mạng xã hội. Bạn có chủ đích với quá trình cai nghiện của mình. Ngoài việc tránh xa các phương tiện truyền thông xã hội, bạn sẽ đặt ra các mục tiêu hoạt động để thay thế thời gian mà bạn có thể dành cho lỗ thò TikTok. Bạn có thể đặt một hoặc nhiều mục tiêu, thử những sở thích mới hoặc làm sống lại những sở thích cũ. Tham gia Polaroid khỏi bệnh OOTD của bạn, đi bộ hàng ngày trong công viên, học công thức mới hàng tuần, FaceTime kết bạn 2 lần, 1 tuần, vẽ 20 phút 3 lần, 1 tuần bước 1 dành 5 ngày để theo dõi tâm trạng của bạn trong khi sử dụng mạng xã hội như bình thường. Tìm hiểu điệu nhảy TikTok mới nhất và nhấn đúp vào nội dung trái tim của bạn. Bước 2 trong 25 ngày, hãy xóa các ứng dụng mạng xã hội khỏi điện thoại và máy tính bảng của bạn. Hãy chống lại sự cám dỗ nhìn trộm máy tính của bạn hoặc qua vai bạn bè. Bước thứ 3 trong 25 ngày đó, hãy đặt mục tiêu và thực hiện chúng thường xuyên. Tiếp tục theo dõi tâm trạng và hoạt động của bạn trên ứng dụng và bảng nhiệm vụ được cung cấp. Bước 4 vào cuối tháng, hãy chia sẻ việc cai nghiện đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào trong một đoạn video hoặc bài viết ngắn. Sự hiển linh được hoan nghênh nhưng không bắt buộc. Ngày 25 tháng 10 năm 2021, lúc 12 giờ trưa theo giờ MT, đăng ký ngay để cai nghiện và kiếm 2.500 đô la nhấp link dưới phần mô tả và dịch Google giúp bạn tham khảo nhiều hơn. Chia sẻ hữu ích nhé!